Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, trở lại với vùng núi Tây Bắc thì hôm nay trên chuyên mục khám phá này tôi đang ở khu vực một cái vùng rất là cao trên khu mà rừng núi, có thể gọi là rừng núi rất là sâu ở trong rừng. Trong đó có những cái lương mận, rồi là những cái lán nương. Và như ví dụ những cái lán nương đây thì là bà con đã làm cái lán nương như thế này để chăm sóc và trồng những cây mận hậu, rồi là những cây nông nghiệp như cây ngô, và thậm chí còn nuôi cả bò. Và đây là những con bò mà bà con đã nuôi chăn thả ở tại khu vực rừng núi này. Vâng, và bên kia nữa thì là có một cái lương ngô. Vâng, rồi là có cả thả cả gà nữa ở đây nữa. Thì bà con khu vực Tây Bắc đa số sống chủ yếu là ở trên nương bãi là chính. Cuộc sống thì cũng còn rất là vất vả. Vâng, đây có một con bê rất là bé này. Ở khu vực Tây Bắc thì trong cuộc sống để kiếm được một chỗ bằng phẳng để tăng gia sản xuất thì cũng không có nhiều. Đa số là đồi và núi. Thì đây là những cái khu vực mà ngày xưa nó là rừng. Người dân tộc Tây Bắc đã khai hoang và trồng cây ăn quả, trồng cây lương thực như ngô, sắn ở trên vùng núi này. À, vâng, kính thưa quý vị và các bạn, ở trên nương ngô này thì một anh người dân tộc Mông đang đi bỏ phân đạm vào nương ngô. À, vào ngô à? Ờ, anh đi chơi thôi à? Ừ. Năm nay nhà mình trồng được nhiều ngô không? Ít thôi. Mấy chục cân giống á? Được mấy chục cân giống? 20 cân thôi. 20 cân à? Đi vào hang táo à? Anh vào hang, định vào hang táo tí. Xem là lâu lâu thì không vào, không biết là đợt này nó có gì nó thay đổi không? Thế gì? Ừ. À vâng, vườn đào được tự vào hái, tự chọn. Vâng. Đây là một cái biển hái đào tự chọn. Một vườn đào trên đây có cả ghi số, cả số điện thoại, nếu ai có nhu cầu hái đào thì hãy liên hệ theo cái số điện thoại treo ở trên cây, được treo trên cây đào. Vâng, đào chín rất đẹp các bạn ạ. Vâng, ở khu vực này có một cái bãi bằng rất là đẹp. Ở đây được bà con trồng ngô, trồng lúa và chăn thả gia súc. Ngoài chăn thả gia súc ra thì là mọi người đi chăn thì thường thường cũng đã tận dụng thêu thùa ở tại khu vực cánh đồng cỏ này. Những chiếc hàng rào được làm bằng những cây gỗ gác vào nhau để trở thành một cái hàng rào trông để đến trông gia súc khỏi phá hại cái cây lương thực. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, thì trong quá trình đi vào khu vực bà con sinh sống thì gặp một số bà con đang phun thuốc, hình như là phun thuốc cỏ hay sao. Vâng, và tôi thử rẽ vào đây thăm xem là
hỏi xem bà con là phun thuốc gì. À, tôi chắc chắn là khả năng là thuốc diệt cỏ rồi. Và đây là cây ngô, ngô lưng ngô này thì cũng hơi khá là nhiều cỏ, chắc chắn là bà con đang phun thuốc diệt cỏ ngô và sắn. À, chị ơi, chị phun thuốc gì đấy? Thuốc cỏ à? À, thế phun thế này nó không ấy à, không sợ nó chết cây sắn với cây ngô à? À đây, phun thuốc đây. Và những cây ngô ở đây thì cũng rất là thấp, bắp cũng không được to, có thể là do chất đất nữa, là do giống ngô, nhưng có lẽ là đây là giống ngô mới. Cả lương này đều cây ngô rất là thấp. Vâng, ở đây thì cũng có những cái ngôi nhà cũng khá là chắc chắn, mặc dù nó là nhà lương cột vuông, chắc là được xẻ kéo từ trên núi xuống. Toàn bộ đều là lương vãi của bà con người Tây Bắc hết. Sát nhà trồng ngô, sát lán luôn. Ngô rồi mận hậu xen kẽ nhau. Sau khi làm cỏ sạch sẽ thì lán thường để không, không có ai ở. Chỉ có đến mùa thu hoạch hoặc là làm cỏ thì mới đến đây để ở thôi. Đây là bậc thang để lên lán. Nhà thì toàn sàn bằng gỗ và để không có gì, vì bà con chuyển hết về bản ở. Mùa thu hoạch thì đây là nơi chứa ngô và hoa quả. Món trứng nướng của người dân tộc Hơ Mông. Đây là những quả trứng gà được nướng trên một cái bếp lửa. Chưa lắng không mấy à, không về nhà chơi mà lại đi ra ngoài lắng chơi. À vâng, tôi đang đứng với chơi với cả mấy bé nhỏ người dân tộc Hơ Mông. Các cháu đang chơi rất là vui ở tại khu vực này đây các bạn. Đây là nhà lương, xung quanh là xung quanh đây là lương mận, lương ngô, và còn trên cao kia là vùng núi các bạn. Ở đây là rất là thương người. Đường thì vẫn còn là đường đất thôi, đường đất để đi vào trong các cái vùng lương bãi thôi. Bên đây là những nơi bãi thả chăn nuôi gia súc như bò, dê. À, vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Trên đây là những cái chia sẻ về cuộc sống của dân tộc người Tây Bắc. À vâng, tuy còn rất là hoang vu vất vả, và trong cái khu vực Tây Bắc này còn rất là nhiều hộ gia đình còn khó khăn, và hà cũng dễ làm nương đi rất là sâu là xa ở khu vực hẻo lánh trong những cái vùng núi của Tây Bắc. Vâng, quý vị và các bạn nếu như có thời gian thì hãy bớt chút đến những khu vực vùng sâu vùng xa của Tây Bắc để
chiêm ngưỡng để trải nghiệm cái cuộc sống của người dân Tây Bắc xem thực tế là như thế nào. Vâng, video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng VTA. VTA xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Và xin chào.